Theo báo cáo của Sở Công Thương, tháng 8 năm 2024, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản ổn định, nhưng nguồn cung đa dạng, dồi dào và giá cả không có biến động lớn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 đạt hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt gần 129.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và bằng 68,4% so với kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra khá sôi động, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng, phong phú, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại cũng đã triển khai nhiều giải pháp kích cầu thông qua các hội chợ, triển lãm, khuyến mãi để thúc đẩy sức mua trên thị trường. Hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được Sở Công Thương và các ngành quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Cùng với đó, các ngành, các địa phương cũng đang tổ chức nhiều hội chợ, phiên chợ, góp phần thúc đẩy sức mua và khả năng tiêu thụ hàng hóa trong tỉnh.